Chanathip được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật 5 sao trong FIFA 20. Điều này đã giúp Chanathip sánh ngang với Ronaldo và vượt trội hơn Messi trong game này. Có 49 cầu thủ được đánh giá sở kỹ thuật 5 sao trong FIFA 20. Nhiều cầu thủ trong danh sách này còn khá là lẫm với các fan xem bóng đá. Cầu thủ đứng đầu trong danh sách này là Ronaldo với chỉ số 93. Châu Á chỉ có duy nhất một cầu thủ nằm trong danh sách này mà đó không phải là Sam Heung-min. Cầu thủ châu Á duy nhất nằm trong danh sách này đó chính là Chanathip Thongrasin của Thái Lan. Thật bất ngờ khi chỉ số của Chanathip trong FIFA 20 chỉ có 71. Chanathip cũng đã vượt trội hơn Messi khi siêu sao của Barcelona chỉ được đánh giá 4 sao. Vì FIFA 20 đánh giá Messi chỉ có kỹ thuật 4 sao là điều dễ hiểu khi chúng ta rất ít khi thấy những tình huống xử lý kỹ thuật hoa mỹ của cầu thủ này trên sân. Cho nên việc đánh giá rất hợp lý và cũng rất đáng nể. Các cầu thủ kỹ thuật 5 sao có thể thực hiện hết tất cả các skill có trong game. Hiển nhiên, các cầu thủ được đánh giá thấp hơn sẽ khó thực hiện những skill này. Việt Nam chỉ có duy nhất một cầu thủ xuất hiện ở FIFA 20, đó là Công Phượng. Chỉ số tổng quát của cầu thủ đang chơi cho Sinh Chu Đinh là 62.